Chia tay với những câu chuyện của thể thao thế giới giờ sẽ là bầu không khí sôi động của thể thao Việt Nam. Và chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng 2 của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023. Trong đó đáng chú ý chính là cuộc so tài trên sân vận động Bình Định giữa Top LM Bình Định và câu lạc bộ Khánh Hòa. Đây chính là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Top LM Bình Định ở mùa giải này và lúc này thì ban lãnh đạo của sân Bình Định cũng đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng để có thể chào đón được cổ động viên đến sân. Ngay sau đây phóng viên Quang Việt sẽ gửi đến quý vị khán giả một không khí mới nhất. Thưa quý vị khán giả, sau khi kết thúc mùa giải năm 2022, ban quản lý sân vận động Quy Nhơn đã tiến hành làm lại mặt cỏ trong những tháng vừa qua và có thể nói lúc này mặt cỏ sân Quy Nhơn là một trong những mặt cỏ đẹp nhất ở V-League năm 2023, công tác chuẩn bị của sân Quy Nhơn cũng đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà của câu lạc bộ Topland Bình Định. Vé xem trận đấu này đã được bán trong suốt những ngày vừa qua và những cổ động viên của câu lạc bộ Topland Bình Định cũng đã mua vé từ cuối tuần trước. Bởi ngày hôm nay là ngày làm việc bình thường và với việc trận đấu diễn ra vào khung giờ 18 giờ thì các cổ động viên có thể kết thúc giờ làm và sau đó tới sân Quy Nhơn để cổ vũ cho hai đội ngày hôm nay. Hội cổ động viên của câu lạc bộ Khánh Hòa cũng sẽ di chuyển từ Nha Trang tới Quy Nhơn sẽ mất khoảng 4 giờ đồng hồ để uh, di chuyển. Sức chứa tối đa của sân vận động Quy Nhơn là 20.000 chỗ ngồi mà theo dự kiến ngày hôm nay sẽ có hơn 10.000 cổ động viên tới sân cổ vũ cho Topland Bình Định và câu lạc bộ Khánh Hòa. Cả hai đội bóng đều đã nhận thất bại trong trận đấu ra quân và chắc chắn ngày hôm nay hy vọng có điểm, có những bàn thắng và chiến thắng là rất quan trọng bởi với các đội bóng ở V League các đội sẽ thi đấu bốn lượt trận đầu tiên và sau đó V-League sẽ có một quãng nghỉ hơn một tháng. Có thể nói là cuộc cạnh tranh rất quyết liệt và mỗi trận đấu với các đội bóng ở bốn vòng đầu tiên không khác gì là các trận chung kết cả. Trận đấu giữa câu lạc bộ Topland Bình Định và câu lạc bộ Khánh Hòa sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay. Không chỉ có cuộc so tài giữa Topland Bình Định và câu lạc bộ Khánh Hòa mà vòng 2 của giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League Nagaof 2022 2023 còn rất nhiều những cuộc so tài đáng chú ý khác vậy cùng với chúng tôi điểm qua tình hình của các đội bóng ngay lúc này. Hôm qua, thép xanh Nam Định đã có buổi tập đầu tiên tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà tới đây. Tinh thần hứng khởi sau chiến thắng ở trận đấu mở màn là điều dễ dàng nhận thấy với thầy trò huấn luyện Vũ Hồng Việt. Tuy nhiên, một điều mà các cổ động viên Nam Định có lẽ cũng đang khá mong chờ lúc này đó là việc liệu Đức Huy có thể ra mắt ở trận đấu này hay chưa. Trong khi đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có lẽ còn rất nhiều điều phải làm với câu lạc bộ Hải Phòng, đặc biệt là hàng phòng ngự sau màn thể hiện chưa được tốt ở trận đấu mở màn. Làm khách trên sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng sở hữu hàng công không quá ấn tượng sẽ là cơ hội để Á quân V-League đưa ra nhiều điều chỉnh để mọi thứ dần hoàn thiện hơn. Còn với sông Lam Nghệ An, đội bóng này được dự đoán là sẽ có một trận đấu đầy khó khăn trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng hiện vẫn chưa thể giúp các cổ động viên quên đi nỗi nhớ mà Văn Đức và Văn Khánh để lại trong khi các cầu thủ trẻ thì cần thêm thời gian để làm quen với V-League. Xem ra một điểm có vẻ là mục tiêu thiết thực với sông Lam Nghệ An tại vòng 2. Ở vòng đấu này có rất nhiều những màn so tài hấp dẫn khác như BKMX Bình Dương tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu với Việt Thèo. Và tất nhiên không thể bỏ qua trận đấu được coi là tâm điểm giữa nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội và đội bóng mới nổi Công an Hà Nội. Trận đấu này sẽ được đài truyền hình Việt Nam gửi tới quý vị và các bạn trên kênh VTV5 vào ngày 9 tháng 2.